nhà Suka. Nhà Suka. Hello, xin chào mọi người. Và đây chính là chiếc vlog Đà Lạt của chúng mình. Hương Quỳnh nè, Mi Thu nè, Mr. Bean nè. Xin chào đoàn bên đấy nha. Xin chào đoàn bên đấy nha. Okay, đoàn bên trong kênh Hello Dino. Bây giờ xem là vlog nào hay hơn. Ok. Ai sẽ nhiều view hơn? Cuộc đua của hai bạn. Ý mỗi video 7 view á. 7 bạn này. Cả xã hội có vấn đề với cái con đường này. Tại sao nó? Cụ lôi mà. Cụ lôi. Là người các bạn. Cụ lôi. Chết à? Chết gì, khẩu trang che hết đâu. Thái đâu, Thái ơi. Thái đâu rồi? Sau một chuyến bay dài thì chúng mình đến Đà Lạt vào khoảng gần trưa. Đây là lối lên homestay của tụi mình. Nó nằm trên đường mùng 3 tháng 2 vốn đã dốc rồi nhá. Xong là đi lên một cái bậc thang nữa. Xong là đi thêm một con dốc nữa mới đến homestay. Mình 7 người thuê homestay này thì khá là rộng rãi và có vẻ là thừa hơn cả so với cái nhu cầu của tụi mình. Bởi vì tụi mình xác định là thuê homestay đa phần chỉ để ngủ nghỉ thôi ấy. Còn chúng mình sẽ đi chơi ở ngoài. Nhưng mà thực sự là vì homestay quá là xinh cho nên là chúng mình đã có rất nhiều bức hình đẹp cũng như là kỷ niệm xinh xinh ở đây. Đi ăn trưa thôi nào các bạn ơi. Và chim cu mới đi ra khỏi homestay được 50m thôi đã làm rồi các bạn ơi. Mô phỏng sự mềm mại và mượt mà của con đường Đà Lạt bằng ca khúc Get Whiskey to the Good Part. Rất mượt mà phải không các bạn? Rất thanh thoát, rất mượt mà. Ê, mỗi khi mà tao nói mượt mà là nó lại sốn sang cả lên. Ừ. Bữa trưa đầu tiên ở Đà Lạt tụi mình chọn bánh ướt lòng Hà Long. Trong video này thì mình chỉ lướt lướt qua thôi chứ không nói kỹ. Nếu mà các bạn muốn biết là xuyên suốt cái chuyến này tụi mình đã ăn uống gì ở đâu thì hãy đợi vlog tiếp theo của mình nha. Đảm bảo là các bạn sẽ không thất vọng đâu, bởi vì là theo như đánh giá của tụi mình ý, thì không có một quán nào tụi mình chọn fail cả. Hấp dẫn chưa? Rất mưa, không có áo mưa. Ồ, không có áo mưa. Sao cứ ăn đã? Ăn xong mua được áo mưa. Gặp mưa đá luôn này mọi người ơi. Những viên đá nhảy múa này.
cho khoái thực sự luôn đấy mình. Nào bây giờ tôi sẽ thực hiện nghi thức tiền vào chỗ trống. Mạnh kìa cả ra. Thôi bây giờ mình sẽ cất máy nghe để tiền vào chỗ trống bên này không thì. Tí nữa về Quỳnh lại teo hết một tay. Mini vlog đi chợ. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ăn trưa xong thì tụi mình quay lại homestay, mua thêm ít đồ còn thiếu và nghỉ ngơi, tắm rửa để chuẩn bị tối đi chơi thôi. Và ở đây thì cũng có rất nhiều những câu chuyện xàm xí đã được máy quay ghi lại, camera không giấu kín. Onto the floor, feels like I felt this feeling before. Before I've seen you. Wanted anyone more falling forwards onto the floor. Feels like I felt this feeling before. Before I've seen you. Tối của ngày đầu tiên, tụi mình đã đi ngồi cà phê ngắm hoàng hôn, nghe ké sâu Mỹ Tâm này, đi ăn lẩu gà lá é này. Nhưng mà đang ăn thì mất điện. Ban đầu cả quán ngồi cười ẻ luôn, nhưng mà một lát sau thôi là ai ai cũng ngồi điềm đạm tắt như bình thường, không có gì xảy ra hết. Thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ luôn. Và cuối cùng thì tụi mình đã ngồi chọn làm ấm người tại một quán rượu theo phong cách mộc mạc chill chill. Và ngày đầu tiên Đà Lạt đã kết thúc trong làn sương mù dày đặc như thế. Một ngày đầu tiên khởi động rất thơ mộng để chuẩn bị cho ngày thứ hai thật là nhiều hoạt động sôi động nhé mọi người. Nào thế thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang ngày thứ hai. Think the hardest part was the acceptance that I let you slip in. And maybe I could fall. Just try to remember who surrounded you. It wasn't much, a single call. Well, how do I take your word well over his? Yeah, how do I take it for less than it is? Tore down the walls, try my best to let you in. Hôm nay chúng mình đi chơi ở khu vực chuyên ninh khỉ Atana. À, Datana. Thì mày bây giờ mày đu ở cái trên mày, mày đu ở cái đống kia thì mày khác gì không? Cố lên, nhảy đi nhào, không sợ đâu. Tăng nào, ôi. Người chiến thắng là người biết điểm dừng. Nóng hôm nay mình sau khi mà mình đã đi đến màu đỏ thì mình có một cái tip dành cho các bạn. Nếu mà các bạn muốn đi hết tất cả màu đen ấy mà thời gian thì có hạn thì các bạn cứ đi vòng quanh mấy cái biển thôi. Check in từ cái là được. Không cần đi hết. Mình đi đến cái đỏ là tụi mình hỏi anh nhân viên là em đi hết màu đỏ rồi. Em còn khoảng 20 phút nữa thì màu đen có những cái gì hay không để đi không? Anh bảo là thôi em ơi, màu đen chỉ dành cho mấy bạn con trai mà muốn thể hiện với người yêu thôi. Em đi về ăn trưa đi. Bạn là tôi
10 điểm. Không tuyệt lắm. Tối của ngày thứ hai, tụi mình chủ yếu là đi ăn uống nhẹ nhàng, bù cho ban ngày với những hoạt động hồng hục đã rất là mất sức rồi. Đi ăn ốc này, ăn kem bơ này, chợ Đà Lạt này. Mặc dù là thế nhưng mà lúc đi hết mình, lúc về hơi đuối nha mọi người. Bởi vì là ban ngày mình đã vận động nhiều rồi ấy, tay chân các thứ rã rời luôn. Nói chung hôm nay vẫn là một ngày rất là vui. Ngày mai đảm bảo sẽ là một ngày tiếp tục vui nữa. Bởi vì là chúng mình sẽ đi đến một nơi ở ngoại thành Đà Lạt. Sau đấy thì mình có một kế hoạch khá là táo bạo vào buổi đêm nữa. Mọi người hãy xem vlog phần 2 của tụi mình và cả vlog ăn uống Đà Lạt nữa để biết được là chúng mình đi những đâu và làm những gì nhá. Còn bây giờ thì chúng mình quá là mệt rồi, cho nên là mình sẽ kết thúc vlog tại đây. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye. Về ngủ thôi. Conversations in my head got me conflicted with what